Chương số 6. Ancol. Phenol. Được chưa? Trong chương số 6 này thì mình sẽ học hai bài, một bài là bài ancol, một bài là bài phenol. Nhá, hết chương số 6 là mình chỉ còn hai bài nữa là bài anhydride và bài axit là mình kết thúc chương trình hóa học lớp 11. Hữu cơ, mình chuyển sang phần hữu cơ lớp 12. Hai bài này rất là quan trọng bởi vì thằng ancol và phenol này nó liên quan mật thiết rất nhiều đến phần este của phần lớp 12 nên chúng ta phải học thật là kỹ. Đó, các em chú ý. Vậy mình sẽ học bài số 1. Bài số 1 là bài ancol. Trọng tâm bậc nhất đấy, một la mã. Trong phần 1 chúng ta nghiên cứu về định nghĩa đồng đẳng, đồng phân, danh pháp. Đấy, giờ mình chỉ nghiên cứu một thằng này thôi, một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa ancol đầu tiên là các hợp chất hữu cơ mà có nhóm OH đính vào nguyên tử carbonol. Nhớ nhé, là hợp chất hữu cơ mà có nhóm OH đính vào nguyên tử carbonol. Tại sao lại vậy ạ? Thế lấy ví dụ anh CH3 này là no này, OH đính vào đây thì thằng này là ancol. Được chưa? Nhưng anh CH2 nối đôi CH mà OH đính vào đây thì không bền. Không bền. Ngay lập tức, cái này chúng ta học rồi. Cái này học ở trong cái bài mà thằng acetylen tác dụng với nước ấy, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển hóa thành anhít CH3 sẽ đổ và thành nó, đây là trường hợp đặc biệt. Được chưa? Thế tương tự như vậy thì OH đính vào liên kết 3 thì cũng không bền nhá. Ngay lập tức chuyển thành thằng khác. Tiếp tục. Mình cũng có là một carbon thì chỉ được cặp với một oxy thôi. Được chưa? Chứ nếu mà một carbon, cái trường hợp mà một carbon mà có hai thằng OH cắm vào ấy thì nó cũng không bền. Không bền. Và ngay lập tức chuyển thành thằng axit. Không bền ngay lập tức chuyển thành thằng axit. Đấy thì các em lưu ý cho thầy. Vì vậy nên là định nghĩa của ancol chúng ta chỉ có là hợp chất hữu cơ mà nhóm OH đính vào carbonol, cứ OH đính vào carbonol thì mới là ancol. Còn OH mà đính vào carbon không no thì đều không bền hết, không tồn tại. Được chưa? Còn nếu OH đính vào carbon thơm, mình còn một cái nữa là OH đính vào carbon thơm thì nó là phenol. Thì mình sẽ học ở bài phenol, bài số 2 nhá. Thì ở trong này mình chỉ cần nhớ rằng là ancol là hợp chất hữu cơ mà OH đính vào carbonol. Mình sang phần 2 nhỏ. Đồng đẳng. Đồng đẳng ở đây thì chúng ta sẽ đi xây dựng cái công thức tổng quát của thằng mà dãy đồng đẳng của ancol no đơn hở. Đấy chưa? Đây là tổng quát nhất. Nhưng mà trong quá trình này thì mình nhớ rằng là với cái định nghĩa đấy thì hoàn toàn mọi thằng ancol thì thầy đều có thể ký hiệu nó là R OH tất cả N lần. Nó chia thành hai phần. Một phần là G là gốc hydrocarbon, một phần N là nhóm số lượng nhóm chức. Được chưa? R là gốc, N là số lượng nhóm chức nhá. Thế ancol no đơn hở. Ancol no đơn hở đây có nghĩa là R no và nhóm H chỉ có một nhóm. Được chưa? Đấy nhá, cho các em để ý nhá. Đấy, đồng đẳng đây. Tổng quát là ROH tất cả N lần. No là R no. Đơn là chỉ có một nhóm H. Được chưa? Thế thì khi mà nói từ no này là R no thì R no này thì mình nghĩ ngay đến thằng ancan. Ancan của chúng ta thì có mấy liên kết pi trong phân tử? Không có liên kết pi nào trong phân tử. Vậy là no này là không pi. Được chưa? Đơn. Nhóm OH này là đơn đúng không? OH đơn này là chỉ có một oxy. Đây thầy để đây thôi. Thế thì nhắc đến cái thằng R này là no, nó là ancan và có một nhóm OH đính vào thằng ancan. Vậy ancan chúng ta là CN2N cộng 2 đúng không? CNH2N cộng 2. Nhưng mà phải bỏ một hydro ra để thế vào một nhóm OH nên nó chỉ còn là CN2N cộng 1. OH. Được chưa? Và chúng ta sẽ viết gộp lại nó là CNH2N cộng 2O. Đấy, cả lớp hiểu không nhỉ? Với điều kiện là N phải lớn hơn bằng 1. Thế nhắc lại. No thì nhắc đến ancan, nhớ đến ancan, ancan là no. Được chưa? Đơn là có một nhóm OH, vậy một nhóm OH cắm vào thằng ancan. Vậy ancan đầu tiên là CNH2N cộng 1
và cộng 2, bỏ đi một hydro thay thế bằng một OH thì nó chỉ vào là cộng một OH. Thế vậy cuối cùng ancol no đơn hở. Vậy công thức tổng quát của ancol no đơn hở này là cái công thức tổng quát hay thi bậc nhất. Và dãy đồng đẳng của bọn ancol no đơn hở còn được gọi một bằng một cái tên thân thiết khác là alkanol, hay là dãy đồng đẳng của metanol. Metanol. Vân vân. Gọi tên cái thằng mà ancol đứng đầu dãy. Thế thì cũng với cái phương pháp đấy thì thầy muốn các em xây dựng cho thầy là công thức tổng quát của thằng ancol no hai chức hở là gì? Ancol no x chức hở là gì? Được chưa? Thứ ba là ancol no, sorry, ancol không no chứa một nối đôi CC đơn hở. Đấy, bây giờ các em tự ghi vào vở, xong các em tự xây dựng, các em tự làm và tự cho thầy cái đáp án xuống đây xem nào. Tự ghi vào vở, tự làm, tự cho thầy cái đáp án xuống đây. Tự cho thầy cái đáp án xuống phía dưới, tự ghi đáp án xuống phía dưới xem. Ancol no hai chức hở, ancol no x chức hở, ancol no một nối đôi CC đơn hở. Đấy nha, thầy sửa nha. Ancol no hai chức hở. Thế thì cái từ no này này lại làm cho chúng ta nhớ đến ancan, đúng không? Nhưng lúc này là mấy chức ạ? Hai chức là hai nhóm OH ạ. Vậy thì ancan chúng ta đó là CnH2n cộng 2, nhưng chỗ này là hai nhóm OH cắm vào ạ. Và do là hai nhóm OH cắm vào nên phải bỏ đi hai hydro ạ. Bỏ đi hai hydro. Vậy đó là CnH2nOH tất cả hai lần. Vậy lúc này mình mới suy ra được là công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2O2. Vì lúc này n phải lớn bằng mấy ạ? Lớn bằng 2 tại vì có 2 oxy. Ok chưa? Thế đến ancol no x chức hở thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tư duy nó cao cấp hơn, lên level cao hơn nhá. Thế thì no như thầy vừa nãy, no là không pi, x chức là x oxy. Vậy tổng cộng trong cái thằng ancol này là không có pi và có x oxy. Vậy không pi thì giống với ancan. Ancan là CnH2n cộng 2 x oxy, vậy nó là OX. Điều kiện n lớn bằng x. Được chưa? Thì cái này sau này giải những bài toán cao cấp hơn thì chúng ta sẽ hay sử dụng anh này. Vậy là với cái phương pháp làm ở cái bên trên thì xuống cái thằng ancol không no một nối đôi CC đơn hở thì mình giải rất là dễ dàng. Không no một nối đôi CC thì có một pi, đơn chức thì có một oxy. Vậy suy ra tổng cộng thằng ancol không no một nối đôi CC đơn hở này thì nó có một pi với một oxy. Một pi thì mình nghĩ ngay đến thằng anken CnH2n. Được chưa? Đơn là một oxy. Oxy. Thế điều kiện ở đây là gì ạ? Chúng ta chú ý nhá, cái điều kiện này nó khắc nghiệt hơn. Ở đây C nối đôi C, OH không đính được vào đây được, phải thêm một C nữa. Đấy, thì thế thằng đứng đầu tiên là thằng ở đây. Vậy là N phải lớn bằng 3. N phải lớn bằng 3. Được chưa?
Đấy là về phần bây giờ chúng ta chú ý nhá, đề bài hỏi hỏi là hỏi đề bài hỏi là C3H8O. Bây giờ đầu tiên chúng ta có này là thứ nhất là cách xác định đồng phân ancol đã. Xác định đồng phân của ancol đã. Thì bước 1 là vẽ mạch chính. Bước 1 là vẽ mạch chính nha. Bước 2 là cắm OH vào carbon. Được chưa? Đấy, hai bước vậy. Đây là hỏi là đồng phân của ancol. Thế vậy bây giờ thì sẽ suy ra thì có này. C3H8O thì đầu tiên là mình xét về đồng phân ancol trước. Đồng phân ancol. Nhìn kỹ nhá. Bước 1 vẽ mạch chính là của mạch C3 này. 1 2 3 mạch chính C3. Được chưa? Về mạch chính C3 chỉ có một mạch thôi. Cắm OH vào carbon. Trục đối xứng. OH cắm vào đây thì cũng như cắm vào đây. Vậy cắm vào đây là 1. Cắm vào đây là 2. Được chưa? Tương ứng với hai đồng phân thầy vẽ cho dễ nhìn. Hoặc OH cắm đây. Hoặc OH cắm đây. Ok chưa? Vậy suy ra C3H8O thì có hai đồng phân là ancol nhá. Hai đồng phân là ancol. Hai đồng phân ancol. Đây đây đồng phân số 1 ứng với lại OH đính vị trí carbon số 1. Đây đồng phân số 2 ứng với OH đính ở vị trí carbon số 2. Được chưa? Và rất nhiều đứa chọn là 2. Nhưng chúng ta phải lưu ý cho thầy một điều nữa. Là tất cả những thằng có dạng CnH2n cộng 2O ngoài đồng phân ancol, chúng ta còn phải nhớ được thêm một thằng nữa, đó là đồng phân ete. Thế đồng phân ete thì tìm thế nào ạ? Đồng phân ete thì điểm như nào? Tất cả bọn ete ancol thì có dạng là ROH. Còn ete thì có dạng là ROR phải ạ. Vậy suy ra đồng phân ete là ta không cắm OH vào carbon mà OH cắm ở giữa. Vẫn là mạch đây. Đúng chưa? Trục đối xứng đây. Được chưa? OH oxy cắm ở giữa 3. Vậy thì vẽ thằng 3 là sang bên cạnh. C O C C. Đây là đồng phân số 3. Được chưa? Hiểu chưa? Thế vậy thì suy ra anh C3H8O của thầy có mấy đồng phân ạ? Có tổng cộng là 3 đồng phân. Nhớ chưa? C3H8O có 3 đồng phân. Nha. Hiểu chưa? Đấy, ghi lại vào vở cái chỗ này đi. Ghi lại vào vở chỗ này đi. Đấy, còn lại chỗ này thầy xin phép không điền hydro nhá. Các em tự điền hydro. Sau đó giải cho thầy thế nào? C4H10O có bao nhiêu đồng phân? Giải thầy xem C4H10O có bao nhiêu đồng phân. Các em nhìn kỹ này. Với thằng C3 thì viết kỹ cho chúng ta nhìn. Vậy là sau này nhá, mình tổng quát lên là như tất cả những cái anh mà có dạng là CnH2n cộng 2O thì nó có hai dạng đồng phân, một dạng đồng phân là ancol, một dạng đồng phân là ete. Được chưa? Thì tìm đồng phân là bước 1 vẽ mạch chính. Vẽ mạch chính. Bước 2 là đánh số. Đánh số nguyên tử carbon khác nhau. Thì là đấy ra đồng phân ancol. Được chưa? Còn đánh số vị trí liên kết CC thì đấy ra đồng phân ete. Ok chưa? Skill là cực kỳ kinh khủng nhá, chỉ có thầy mới có đâu nhá. Nhìn kỹ này. Ví dụ ra thằng C4 H10O thì mình có này. C4H10O mình có nhá, đầu mạch chính là mạch C4. 1 2 3 4 này. Vậy là còn một mạch chính nữa, cái này mình học từ bài ancam rồi. Đây.
Được chưa nào? Giờ thì đi đánh số bọn này. Trục đối xứng. 1 1 2 2. Ba thằng này giống nhau. 3 3 3. Thằng này khác. 4 4 đồng phân ăn côn. 4 đồng phân ăn côn nhá. Xem BT này, đánh số liên kết CC này. 5 6 5, hai này giống nhau mà. 7 7 7. Vậy tổng cộng có 7 đồng phân. Vậy suy ra C4H10 của chúng ta có 7 đồng phân nhá. C4H10 có 7 đồng phân. Ok. Nào mình sang đằng C5H12O nào. C5H12O thì có bao nhiêu đồng phân nhá? Nhìn kỹ nhá. C5 này. C5H12O này. Chúng ta có này. Đầu tiên bước 1 là vẽ mạch chính C5 ra. Thằng C5 chúng ta có 3 mạch chính. Một này. Hai này. Ba mạch chính, nhìn nó chưa? Ba mạch chính. Trục đối xứng. Để tìm đồng phân ăn côn trước nhé. 1 2 3. Trục đối xứng, thằng này này giống nhau. 4 5 6 7. 4 thằng này giống nhau. 8 8 8 8. Được chưa? Vậy là nó có 8 đồng phân ăn côn. Bây giờ xét đồng phân ET. 9 10 11 12 13 14. Vậy là nó có tổng cộng 14 đồng phân. Ok. C5H12O chúng ta chốt lại là có 14 đồng phân nhé. 14 đồng phân. Ok. Đây là một trong số những cái skill tìm đồng phân rất nhanh của thầy. Với cái skill đánh số này, chúng ta có thể tìm được mọi loại đồng phân với tốc độ cao thứ nhì. Ngoài ra chúng ta còn phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 tìm với tốc độ cực kỳ cao đến mức nhẩm ra số đồng phân. Thì cái này sang bài đến chuẩn bị phần tổng ôn học kỳ 2 thì sẽ dạy chúng ta. Còn bây giờ nhá, nhiệm vụ các em phải hiểu bản chất. Thì các em phải vẽ mạch chính này và các em điền số vị trí vào như này cho thầy. Được chưa? Ok chưa? Đấy nhá, thế là mình xong rồi đồng phân nhá. Thế thế còn một cái nữa là thầy có cho chúng ta về nhà là một cái level cao hơn. Đúng không? Là C6H14O thì có bao nhiêu đồng phân đúng không? Nào. Thế bây giờ giải thích cho thầy xem nào, C6H14O thì có bao nhiêu đồng phân nào? Con ô để về làm sau nhé. Đấy, để cho các em tự nghiên cứu tự làm. Bây giờ mình sang cái phần tiếp theo là một nhỏ định nghĩa, hai nhỏ đồng đẳng đồng phân, hai nhỏ đồng đẳng, ba nhỏ đồng phân, bốn nhỏ danh pháp. Bốn nhỏ đi. Danh pháp. Ăn côn thì nó có ba cái loại tên nhé. Loại tên đầu tiên là tên thay thế. Tên thay thế hay là tên theo danh pháp dễ nhất là tên theo danh pháp UPAC. I U pass. Thế thì cái danh pháp thay thế của ancol thì được gọi như sau này, thì bằng danh pháp thay thế của ancol thì bằng tên ancan tương tên ancan tương ứng gạch ngang số chỉ vị trí nhóm OH gạch ngang OL. OL là tên của cái nhóm OH. Được chưa? Thế thì OH đính vào số carbon nào thì nó phải có số chỉ vị trí của carbon đấy. Được chưa? Và là tên ancan tương ứng nhá. Ví dụ CH3OH. Được chưa? Thì tên thay thế của anh này là gì? Mẹ. Đúng không? Thằng này một carbon, vậy tương ứng lại metan. Metan. OL hay còn được gọi là metanol, đây là tên thay thế. Được chưa? Thì các em lưu ý này. Các em lưu ý này, thằng này là metanol, được chưa? Đấy, thì tại sao thằng này không phải đánh số OH, tại vì có mỗi một thằng carbon thì OH chắc chắn chỉ có một thằng này thôi. Nhá. Tương tự C2H5OH thì cháu này là mẹ em
E tanol. OH đính vào có hai carbon, OH đính vào carbon nào cũng được nên là không cần số trị. Số 3 và bắt đầu cần số trị này. CH3 này. CH2 này. CH2 này. OH này. Được chưa? Thì các em nhìn nhá. Đánh số này. Bây giờ chúng ta lưu ý rằng là khi mà đánh số tên nhé, số chỉ vị trí nhóm OH nhé, thì mình cần đánh là số thứ tự carbon từ thằng carbon gần với lại carbon đính nhóm OH nhất trước. Đây, carbon này gần nhất. 1, 2, 3. Vậy này tên là propan. Propan. Được chưa? Mấy ạ? 1. Ồ. Ok. Vậy tương tự thì chúng ta sẽ có cái anh tiếp theo là anh CH3 CH CH3 OH đính đây thì mình có là 1 2 3 thì nó là propan 2 ôn. Được chưa? Đấy dễ thôi mà đúng không? Rất là dễ. Không có gì là khó khăn cả. Không có gì là khó khăn cả. Nhá. Thế ngoài là cái tên này ra, ngoài cái tên thay thế ra thì cái bọn ancol còn có một cái tên nữa, đấy là tên gốc chức. B nhỏ, tên gốc chức. Tên gốc chức thì bằng tên gốc thì bằng ancol cộng với lại tên gốc được chưa, cộng với x, à bằng ancol cộng tên gốc cộng x. Ví dụ nhá, anh này gốc này là gốc gì, metin, vậy tên gốc chức của nó sẽ là ancol metin list. Gốc này là gốc etin thì nó sẽ là ancol etin lích. Ok. Được chưa? Nào, tiếp tục này. Ta có này. Anh này. Được chưa? Thì nhìn nhá. Thằng này là propin. Được chưa? Thằng này là propin. Được chưa? Propin. Anh này là propin. Thế anh này là propin thì mình có nhá. 1 2 3 propin. Anh này là propin. Thế thì nhưng mà ở đây thằng này cũng là propin, thằng này cũng là propin. Thằng này cũng là propin, thằng này là propin. Vậy anh này sẽ gọi là gì? N, chúng ta thấy là mạch này là mạch thẳng dài. N propin lix. N propin lix. N propin lix. Anh dưới là gì ạ? Anh dưới này là gì ạ? 1 2 3. Đúng không? Anh này là gì? Rất nhiều đứa nhầm chỗ này, thằng này phải là iso propylic. Đấy các em nhớ nhá. Iso propylic. Đấy. Đây là tên gốc chức. Dần dần làm nhiều chúng ta sẽ làm quen với các tên gốc chức nữa. Ngoài ra bọn ancol nó còn một loại tên nữa là tên thường. Trong đó có hai anh em ancol tên nó rất hay thi. Một là CH2OH. CH2OH mà chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong cái bài este. Thì cháu này là ethylene glycol. Được chưa? Ethylene glycol. Nhá. Sorry, chỗ này là ethylene viết dài. Ethy, chỗ này chỗ y y y ngắn nhá. Còn một cháu nữa là cháu CH2 OH CH OH CH2 OH thì cháu này có tên gọi là glycerol.
Thì hai cháu này các em đều phải thuộc tên, bởi vì chúng ta gặp rất rất nhiều trong phần ST sắp tới mình học nhé. Nên là tất hai cháu này là tên thường nên bắt buộc mình phải thuộc. Còn lại mình sẽ gọi tên theo tên thay thế hoặc tên gốc trước, đấy là tùy từng bài, bài tập người ta cho thì mình sẽ gọi nhá. Đấy, ghi lại một chút. Ghi lại một chút, sau đó thầy có cái ví dụ. Có ví dụ gọi tên, bây giờ các em gọi tên thầy một số chất sau nhá. Ví dụ này. Gọi tên thầy một số chất sau này. Gọi tên theo danh pháp thay thế. Theo danh pháp thay thế. Bài ăn côn rất quan trọng đấy nhá. Và danh pháp gốc chức cho thầy như anh sau. Anh số 1. C C C C O H. Anh số 2. C C C C O H. Anh số 3. C C C C O H. Đúng chưa? Anh số 4. Anh số 4. Anh số 4. Anh số 4. C C C C O H. Được chưa? Giờ gọi tên cho thầy các anh sao? Gọi tên cho thầy các anh sao? Ta có này, tên thay thế này. Đánh số chứ. 1 2 3 4. Và anh này sẽ là gì nhỉ? Bút tan một ô. Và tên gốc chức của anh này sẽ là gì nhỉ? N Butin Lix. Ok, chính xác. Anh số 2 này. 1 2 3 4. Vậy tên thay thế của nó là Butan 2 ôn. Đấy chưa? Và anh này là gì ạ? Anh này là gì ạ? Anh này rất nhiều bạn nhầm là isobutylic ạ, nhưng sai ạ. Iso nó phải thế nào ạ? Iso nó phải là có một thằng carbon đính vào carbon số 3, đính vào carbon số 2 cơ. Anh này có carbon đính vào carbon số 2 không ạ? Anh này là mạch thẳng dài ạ. Đấy chưa? Nên anh này có tên gọi khác không phải là isobutylic. Và anh này là nhìn nhá, carbon này bậc mấy ạ? Liên kết với hai thằng carbon bên cạnh. Đây carbon này carbon bậc 2. Vậy mình có một cái tên gọi gốc chức khác là ancol. Có, dĩ nhiên bọn này là đều phải có từ ancol ở đằng trước nhé. Lúc nãy thầy bỏ đi, thầy không ghi từ ancol. Tất cả bọn này, cái bọn tên gốc chức đều phải có từ ancol đằng trước. Được chưa? Ancol, đây ghi rõ này. Ancol. Được chưa? Bậc 2, bậc 2 thì tiếng Anh là secondary. Vậy nó là sex. Ancol sex butylic. Nhớ là sex nhá, ancol sex chứ không phải là sex nhá. Ancol sex butylic. Sex là secondary. Ok. Anh số 3 này, nhìn kỹ anh số 3 này, đánh số này, tên thay thế này. 1 2 3. Đây này, có thằng set 3 cắm vị trí carbon số 2, vậy nó là 2 metin. 2 metin ạ. Mẹ em phải. Được chưa? Mẹ em phải. Ok. Vậy nó là gì nhỉ? 2 metin propan. Ok. 2 os. 2 metin propan 2 ôn. Ok. 2 metin propan 2 ôn. Nhiều đứa ở đây là neo butylic. Sai ạ. Nhìn nhá. Đây carbon bậc mấy ạ? 1 2 3, đây là carbon bậc 3. Bậc 3 đúng không? Bậc 3 tiếng Anh là gì ạ? Bậc 3 tiếng Anh là gì ạ? Bậc 3 tiếng Anh là gì ạ? Những thanh niên giỏi tiếng Anh ạ. Cháu này sẽ là gì ạ? Đầu tiên là ancol test. Ancol test butylic. Ancol set butylic, ancol test butylic. Và anh này nó có tên gọi là ancol test butylic ạ. Nhớ nha. Ancol test butylic. Thế thì khi mà có từ set với từ test để có dấu gạch ngang. Nhá. Ancol set gạch ngang butylic và ancol test gạch ngang butylic. Ok. Đấy là mình mới xong thằng số 3. Được chưa? 4 này. 4 này.
đánh số 1, 2, 3. Vậy tên thay thế của nó sẽ là Hymetin, Hymetin, propan, propan, một ôn, Hymetin, propan, một ôn. Ok, và tên thay thế của nó sẽ bây giờ thằng này mới được gọi là ancol iso butylic, butylic. Đấy, bọn ancol tên gọi nó như vậy cơ game ạ. Bọn ancol nó tên gọi nó như vậy cơ, thế nên là chúng ta phải cực kỳ chú ý nhé, cực kỳ chú ý ở những cái thằng tên ancol này. Chưa dừng lại ở đấy tên đâu ạ. Bởi vì là mục tiêu thầy dạy chúng ta là còn ôn cả lớp 12 nữa. Chúng ta đã học thầy từ lớp 11 rồi thì học cả lớp 12 nữa luôn rồi. Thế nên chúng ta còn cái bọn nữa, còn cái bọn nữa để gọi tên ạ. Chúng ta còn một cái bọn nữa để gọi tên ạ. Đây nhá. Đây mới chỉ là gì thôi ạ. Đây mới chỉ là đây mới chỉ là những cái thằng tên bình thường nhá. Chúng ta cần nắm được. Đấy. Ghi lại vào vở đi. Sau đó bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một số cái thằng tên nữa mà hay thi trong lớp 12 và tiện thể bây giờ chúng ta cần phải nắm được luôn. Nào được chưa? C C C O H. Đây là một cháu này. Nhá. Cháu số 6. Ghi lại vào vở đi đã. Cháu số 6. Không ghi vào vở là toang đấy. C6H5 CS2 OH nhá. Cháu số 6 này. Cháu số 7. Cháu số 7. 1 2 3 4 5. Được chưa? Đấy. Chúng ta còn phải học thêm ba anh này nữa. Và ba anh này thì bây giờ chúng ta chỉ gọi tên theo tên gốc chức thôi, không cần phải gọi theo tên thay thế nhé. Ba anh này giờ mình gọi tên theo tên gốc chức. Đấy, gọi tên theo tên gốc chức thì cái này là các em chưa được học nên các em không biết ở đâu, nên thầy sẽ bảo gốc này được gọi là gốc alin nối đôi CC và OH đính carbon no, nên đây được gọi là ancol an lin lix. Bạn nào muốn học giỏi hóa lớp 12 phải nhớ tên tất cả 6 thằng này. Được chưa? Thằng số 6 là gì nhỉ? Ancol ben zin lích. Ok, ancol ben zin lích. Thằng số 7 là ancol iso amin lích. Không ở đâu thầy dám dạy như thế này cả, nhưng mà riêng với các em là thầy dám dạy. Và ba anh này là liên quan trực tiếp đến bài bài ST lớp 12, level đẳng cấp cao hơn một chút, nên chúng ta bắt buộc phải thuộc ngay từ bây giờ. Thực ra thầy cũng không yêu cầu thuộc bây giờ đâu, nếu mà thi lớp 11 thì mình chỉ học 1, 2, 3, 4 thôi, nhưng mà sang năm lớp 12 thì mình học thêm 3 ngày nữa, thế nên là tốt nhất thôi bây giờ nhớ luôn cả bài nhá. Tốt nhất bây giờ nhớ luôn cả bài. Đây thì có cả ba anh đây, đây ghi ba anh này vào vở nhá. Ngồi học trước màn hình là phải có vở ghi. Ok, đấy, ghi ba anh này vào vở đi. Xong rồi chúng ta sang phần tiếp theo, phần tính chất vật lý. Ok, mình có hai la mã tính chất vật lý. Hai la mã tính chất vật lý. Tính chất vật lý. Ok, tính chất vật lý này. Thì mình có này, ancol etilic hay là tất cả các bọn ancol nhé. Tất cả các bọn ancol thì ở điều kiện thường thì các ancol từ C1 cho đến C12, C1 cho đến C12 là ở thể lỏng. Được chưa nhỉ? Đấy, ở điều kiện thường các ancol từ C1 đến C12 ở thể lỏng nhá. Còn từ C13 trở lên, C13 trở lên là ở thể rắn. Các ancol từ C1 đến C3 thì tan vô hạn trong nước. C1 đến 3 thì tan vô hạn trong nước. Tan vô hạn trong nước. Được chưa? Từ C1 đến 3 thì tan vô hạn trong nước. Ok.
khi số nguyên tử carbon mà tăng lên dần thì độ tan nó sẽ giảm dần. Được chưa? Các polyon như ethylene glycol, glycerol thì thường sánh nặng hơn nước và nó có vị ngọt ngọt. Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol ethylic đều là những chất không màu. Đấy, thì tất cả các ancol thì thường là không màu. Đấy, thì nhắc vậy cho chúng ta nhớ thôi. Được chưa? Đây là xong về tính chất vật lý. Ok. Trong cái phần tính chất vật lý này chúng ta còn phải học một cái nữa, đó là liên đến là cái liên kết hydro. Liên kết hydro này hơi khó hiểu. Được chưa? Thực ra cũng chẳng cần phải giải thích gì nhiều. Các em chỉ cần nhớ cho thầy những điều sau này. Liên kết hydro nhá. Liên kết hydro là liên kết hydro là liên kết được hình thành giữa nguyên tử hydro của phân tử này với nguyên tử oxy của phân tử khác. Thực ra dĩ nhiên là không phải là chỉ có hydro và với oxy mà nó là hydro với các hợp chất mà có độ ổn định cao khác, nhưng ở trong chương trình cấp 3 thì chúng ta chỉ cần quan tâm nó là hydro của phân tử này với oxy của phân tử khác vậy thôi. Chúng ta chỉ cần quan tâm vậy thôi nhá, không cần quan tâm gì nhiều hơn. Liên kết hydro là liên kết hình thành của hydro phân tử này với oxy phân tử khác. Nhớ chưa? Đấy là liên kết hydro là liên kết hình thành. Thế thì vậy thì cái liên kết hydro thì có cái tác dụng gì ạ? Thì tác dụng thứ nhất của liên kết hydro là khiến độ tan trong nước, khiến độ tan trong dung dịch hay trong nước tăng. Có nghĩa là bất kỳ thằng nào mà có liên kết hydro tương đương với lại cứ có liên kết hydro thì dễ tan trong nước. Dễ tan chứ, dễ tan hơn trong nước. Chứ thầy không nói là tan hoàn toàn nhé. Sau mình học thì có những thằng có hydro nhưng mà lại không tan trong nước. Được chưa? Thứ hai là có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao. Cái liên kết hydro khiến cho nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao. Được chưa? Bây giờ thầy lấy ví dụ. Thầy lấy ví dụ cho ta dễ hiểu. Ví dụ như dung dịch CH3OH hòa tan trong nước. Hòa tan trong nước thì nó sẽ có các loại liên kết hydro nào? Thì nó sẽ có các loại liên kết hydro nào? Đấy chưa? Thì ta có đây. Đầu tiên là liên kết hydro giữa các phân tử ancol O H H O CH3. Đúng chưa? Vậy là O của ancol với H của ancol, H của ancol với O của ancol, đây là một loại liên kết hydro nhá, một loại liên kết hydro. Được chưa? Là O của ancol liên kết với H của ancol. Được chưa? Đây là loại thứ nhất. Ok, tiếp tục nhá. Là thằng ancol với thằng nước CH3OH HO H thì nó sẽ có loại liên kết của O của ancol số 2, O của ancol liên kết với H của nước. Đúng chưa? Và loại số 3 là loại H của ancol với O của nước. H của ancol liên kết với O của nước. Đây là loại số 3. Rất nhiều đứa nhầm. Nhầm là thằng này chỉ có một loại liên kết, thực ra là nó có hai. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục là có nước với nước HO H HO H là O của nước với H của nước và H của nước với O của nước là lúc này chỉ tính là một thôi. Là H của nước với O của nước. Ok. Vậy tổng cộng thì ở đây chúng ta có 4 loại liên kết hydro nhá. Vậy là trong một cái dung dịch ancol mà hòa tan vào nước thì chúng ta tổng cộng có 4 loại liên kết hydro nhá. 4 loại, nhớ cho thầy nhá. Cái thằng này rất hay bị hỏi. Được chưa? Vậy thì chốt lại ở đây thì chúng ta cần nhớ một số vấn đề sau của trong phần tính chất vật lý của ancol này. Thì là C1 đến C3 thì là tan hoạt trong nước, được chưa? Thường tồn tại ở thể lỏng bởi vì thi đại học thì ít khi hỏi đến C13 lắm. Thứ hai nữa là cứ có liên kết hydro thì khiến cho độ tan ta cao này, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao này. Và nếu mà một thằng ancol mà hòa tan trong nước thì mình có 4 loại liên kết hydro, được chưa? Và thầy đã giảng giải ở đây cho chúng ta nhìn rồi
nhá. Ok, đây là chúng ta vừa kết thúc được xong hết về phần một la mã định nghĩa đồng đẳng đồng phân đấy, và hai la mã là tính chất vật lý. Ok, ancol. Mình sang phần tiếp theo, phần ba la mã tính chất hóa học của ancol. Thì ancol của chúng ta có tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta đầu tiên chúng ta xét về cái cấu trúc của ancol nhé. Mọi ancol chúng ta thì đều có nhóm chức là R, OH, tất cả N lần. Nhưng để xét cho đơn giản thì thầy tách thành hai loại xét về tính chất hóa học của bọn. Vậy thì mình sẽ có tính chất hóa học của bọn ancol đơn chức, ancol đơn chức và ancol đa chức. Được chưa? Ancol đơn chức là bọn có dạng là R với N bằng 1 là ROH, đúng chưa? Thế còn ancol đa chức là bọn có dạng là R, OH tất cả N lần với điều kiện là N lớn bằng 2. Đấy là ancol đa chức nhá. Thế vậy bây giờ mình mới đi xét. Thì đầu tiên là mình xét tính chất hóa học bọn ancol đơn chức. Bọn ancol đơn chức của chúng ta thì nó có dạng là R, O, H. Vậy chúng ta nhìn về mặt bản chất của nó thì nó chia ra làm thành hai trung tâm phản ứng. Trung tâm phản ứng thứ nhất là gốc R. Được chưa? Gốc R này thì nó sẽ có các phản ứng như là gốc hydrocarbon. Ví dụ như nếu là gốc R no thì nó sẽ có phản ứng thế như của ancan. Gốc R mà không no có nối đôi CC thì có phản ứng cộng như anken. Gốc R mà thơm thì nó sẽ có phản ứng thế như benzen. Được chưa? Đây là tính chất ở gốc R. Và dĩ nhiên là gốc R đã mình học rồi trong hydrocarbon rồi. Như thầy đã nói là ở với bọn hydrocarbon thì nó giống như kiểu cái xương sống nên chúng ta học rồi nhá. Thì chúng ta cứ ghép lại thôi. Còn cái quan trọng ngày hôm nay chúng ta học là tính chất của cái nhóm OH này. Được chưa? Thì cái tính chất của nhóm OH này có điều đặc biệt như sau này. Thứ nhất là nó có cái liên kết là HO này, rất dễ bị thay thế này. Thứ hai là có cái liên kết OR này, cũng rất bị thay thế. Vậy thì tựu chung chúng ta học lại thì phần tính chất của ancol thì nó sẽ có là phản ứng thế hydro của nhóm OH, đúng chưa? Và phản ứng thế OH của gốc R. Và ngoài ra nó còn một phản ứng nữa là phản ứng tách nước. Được chưa? Có ba cái phản ứng quan trọng nhá. Đầu tiên là phản ứng thế hydro này, sau đó là đến phản ứng thế OH này, và cuối cùng là phản ứng tách nước. Ok? Đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta đi vào học này. Và ngoài ra này có các bọn ancol đa chức thì mình xét sau. Một nhỏ là phản ứng thế hydro của nhóm OH, đúng chưa? Phản ứng thế hydro của nhóm OH. Tổng quát nhá. Thế thì phản ứng thế hydro của nhóm OH như thế này, có nghĩa là đây mình có này, R này, O này, H này cộng với natri này. Được chưa? Thì hydro này sẽ bị bốc bay đi. Natri sẽ bơi lại thay thế vào vị trí của hydro. Vậy nó sẽ tạo thành là R O Na cộng với gì nhỉ? H. H này ra một mình thì nó sẽ là H2. Được chưa? Cân bằng phương trình thì thằng này là 1/2 H2. 1/2 H2. Bởi vì là hydro nó không tồn tại dạng nguyên tử mà tồn tại dạng phân tử. Ok. Đây nhá, R O Na và 1/2 H2. Xong nhá. Đây là thế hydro của nhóm OH. Thế thì chúng ta có thể tới được lên được một cái là tổng quát hơn. Tổng quát hơn là với anh R OH tất cả N lần, R OH tất cả N lần mà phản ứng với natri thì nó sẽ tạo thành là R O Na tất cả N lần cộng với H2, thì chỗ này là N/2 H2. N/2 H2 bay lên. Đấy, thì đây là những cái là về tổng quát. Thế thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ có các cái ví dụ nhá. Chúng ta sẽ có các cái ví dụ. Ví dụ như hay là thả cục natri vào trong dung dịch ancol etylic dư. Thả cục natri vào dung dịch C2H5OH dư thì hiện tượng như thế nào? Các em chú ý rằng là dạo gần đây Bộ Giáo dục rất thích hỏi những cái câu hỏi về thí nghiệm, về hiện thực thí nghiệm, nên chúng ta cần phải nghiên cứu những cái này. Biết đâu mà lần có thể khả năng cao năm nay lại có cái thằng này thì sao, đúng chưa? Thế nên là chúng ta cần chú ý nhá. Thả cục natri vào dung dịch C2H5OH dư thì hiện tượng như thế nào? Thì nó phải phân tích nhá. Đầu tiên này thì ta sẽ có xảy ra phản ứng là C2H5OH tác dụng với natri để tạo thành C2H5ONa cộng với lại 1/2 H2. Và hiện tượng đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là khí hydro bay lên. Được chưa? Thầy lấy dung dịch thu được do là C2H5OH dư mà. Vậy hiện tượng chúng ta là cục natri làm sao nhỉ? Tan dần, đúng chưa? Sủi bọt khí hydro sinh lên cho đến hết. Được chưa? Vậy là dung dịch thu được nhé. Cái dung dịch thu được
dung dịch thu được. Lúc này của thầy sẽ gồm là C2H5OH và C2H5ONa. Được chưa? Dung dịch thu được này thầy mang đi cô cạn. Cô cạn, các em nghe kỹ nhá. Khi mà dung dịch này thầy mang đi cô cạn ấy, khi mà dung dịch này thầy mang đi cô cạn ấy thì chúng ta lưu ý có điều sau này, là thằng C2H5OH này, thằng CH5OH này nó ngay lập tức nó sẽ bị làm sao ạ? Thằng CH5OH này nó là rượu, khi mà cô cạn thì nó sẽ bốc hơi nhá. Thằng này thằng rượu, khi mà cô cạn thì nó sẽ bốc hơi. Nó bốc hơi lên ạ, nó bốc hơi lên. Bốc hơi lên vậy thì suy ra ta thu được chất rắn của chúng ta lúc này chỉ còn lại là CH5ONa. Nên là nếu mà rượu dư là nó sẽ bị bốc hơi lên mà nó còn là CH5OH Na nhá. Thế CH5OH ONa này nên bây giờ thì cho tan vào nước. Được chưa? Nếu mà CH5ONa này cho tan vào nước, được chưa? Thì nó bị tan ra, được chưa? Nó bị tan ra nhá. Nó bị tan ra, nó tạo thành dung dịch. Tạo thành dung dịch. Được chưa? Thế thì các em nhìn này, cái dung dịch này, cái dung dịch này rất là thú vị. Nhá, dung dịch này được tạo bởi từ C2H5OH không có tính axit và NaOH. Đúng không? Thực ra bản chất nó là CH5ONa cộng với nhau, nhưng mà cái thằng muối này như chúng ta phân tích thì nó được tạo bởi từ một gốc axit, nhưng thằng này chẳng phải là axit, thằng này còn chẳng có tính axit, nhưng thằng này có tính kiềm. Nên là suy ra là dung dịch này sẽ có môi trường gì ạ? Tính bazơ cực mạnh, môi trường kiềm. Nên dung dịch này sẽ làm quỳ tím hóa xanh. Nhớ nha. Quỳ tím hóa xanh. Và phenol phtalin chuyển thành màu hồng. Nhớ đấy. Quỳ tím chuyển thành màu xanh và phenol phtalin của chúng ta chuyển thành màu hồng, được chưa? Các em phải cực kỳ nhớ cho thầy cái chỗ này nhá. Quỳ tím hóa xanh và ancol và quỳ tím hóa xanh và phenol phtalin chuyển thành màu hồng. Ok. Được chưa? Đấy là phản ứng thế hydro của nhóm OH nhá. Ghi kỹ lại vào vở, hiểu chưa? Sau đó rồi chúng ta sẽ sang cái phần phản ứng thế của nhóm OH trong ancol. Sau đó mình còn sang phản ứng thế OH trong ancol. Phản ứng thế OH trong ancol. Hai nhỏ. Phản ứng thế OH của ancol. Nhưng nãy ta phân tích là có cái phản ứng này, đúng không? Thì với cái phản ứng thế của OH trong ancol thì chúng ta thấy rằng là cái phản ứng này thì lâu nay người ta không thi nữa rồi nhá. Lâu nay người ta không thi nữa rồi. Thì cái chỗ này các em chỉ cần nắm được thôi là A nhỏ là tác dụng với lại HX. HX ở đây thì thường là HCl, HBr. Thì phản ứng thế của OH trong ancol nó sẽ xảy ra theo cái nguyên tắc sau này. R này, OH này cộng với lại HX này. Thì OH đi ra kết hợp với H X bơi vào để mình thu được gì ạ? RX cộng với lại HOH. RX cộng với HOH. Đấy nhá. Thế nên là cái thằng này là mình chỉ cần quan tâm đến vậy thôi, không cần phải quan tâm gì nhiều. B nhỏ là tác dụng với ancol. Đấy. Tác dụng với ancol. Thì ancol tác dụng với ancol hay còn được gọi là phản ứng ete hóa. Với mỗi một cái phản ứng của hữu cơ thì nó đều có kèm theo điều kiện. Thì điều kiện để xảy ra phản ứng ete hóa, xảy ra phản ứng ete hóa là chú ý là phải có hai điều kiện, thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là thằng ancol này nó phải là ancol CnH2n cộng 2O và N phải lớn bằng 2. À sorry nhầm. Không, điều kiện này là điều kiện ở bên trong. Điều kiện để xảy ra phản ứng ete hóa này không phải. Cái thằng chốc nữa thì mới là cần điều kiện N lớn bằng 2. Còn điều kiện để phản ứng ra phản ứng ete hóa này là trong môi trường dung dịch H2SO4 140 độ C. H2SO4 140 độ C. Chúng ta nhìn nhá. Bản chất nó như thế này này. Bản chất nó như sau này. R O H tác dụng với
O R phẩy. Được chưa? Trong môi trường H2SO4 đặc, H2SO4 đặc 140 độ C thì ta nhìn như sau này. OH sẽ kết hợp với H. Được chưa? Để tạo thành nước nhá, để tạo thành H2O cộng với RO R phải. Và cháu này có tên gọi là ET. Ok chưa? Cháu này có tên gọi là ET. Vậy là chúng ta nhìn thấy nhá. Đây. Được chưa? Thế đây là R và R phải có khả năng trùng nhau nhá. R và R phải có khả năng trùng nhau. Thế cho vào một cái ví dụ thực tiễn cho các em nhìn rõ. Ví dụ. Ví dụ là thầy đun cái dung dịch C2H5OH ở bên trong H2SO4 140 độ C nhá. Đun dung dịch C2H5OH trong dung dịch H2O4 140 độ C thì ta sẽ có phản ứng xảy ra như sau này. C2H5OH cộng với HO C2H5 trong môi trường H2SO4 đặc 140 độ C thì mình có thằng OH này kết hợp với thằng H này để tạo thành nước. Được chưa? Vậy thì anh này nó sẽ có là tạo thành nước cộng với lại C2H5O C2H5. Được chưa? Anh này là dietinete. Dietinete. Đấy, các em hiểu chưa? Đấy, các em nhìn kỹ nhá. Cái phương trình này sau này thi rất nhiều nhá. Nhìn thật kỹ nhá. Nhìn thật kỹ cho thầy đấy. Và phải nhớ nó. Ok chưa? Ok chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy là xong về phản ứng thế OH của ancol nhá. Đấy là xong về phản ứng thế OH của ancol. Được chưa? Bây giờ mình còn có cái tiếp theo là phản ứng tách nước ba nhỏ. Nãy thầy có nói là phản ứng tách nước. Phản ứng tách nước. Để lại một tí cho các bạn ghi đã, xong mình sang tách nước. Không có gì vội vàng cả. Thì chúng ta sẽ để cái thằng phản ứng đặc trưng của OH đa kề với phản ứng oxy hóa để ở buổi sau mình học. Đấy nha, mình sang ba nhỏ phản ứng tách nước. Ba nhỏ phản ứng tách nước, các em nhớ là ghi rõ vào vở đấy nhá. Chưa ghi kịp thì pau lại xong rồi ghi. Phản ứng tách nước. Phản ứng tách nước thì điều kiện để xảy ra phản ứng tách nước. Điều kiện để xảy ra phản ứng tách nước là trong môi trường H2SO4, chú ý đều là H24 đặc nhá. Đặc bởi vì chỉ có thằng đặc thì nó mới háo nước. 170 độ C. Được chưa? Thì cơ chế phản ứng xảy ra như sau. Thầy lấy ví dụ một cái thằng đặc trưng. Ví dụ C2H5OH đi. Thì cháu này nó là CH2 này, H này, CH2 này, OH này. Được chưa? Trong môi trường H2SO4 đặc 170 độ C. Thì này nóng hơn thằng 140 độ C đúng không? Này, 140 độ C thì nó tách đơn giản thôi. OH thằng này với thằng H thằng này. Đúng chưa? Bọn này nhà vẫn còn dư giả. Bây giờ 170 độ C nó gắt hơn. Nó bắt tắc. Nó bắt là phải tách ở trong nội phân tử. Đây. Đúng chưa? Thì H với OH đi với nhau để tạo thành H2O. Thế anh này thiếu một hóa trị, anh này thiếu một hóa trị thì không còn gì để cắm thì phải cắm nhau. Cộng với lại CH2 nối đối CH2. Được chưa? Để tạo thành etilen. Để tạo thành etilen. Cả nhà hiểu chưa? Thế đây là ví dụ là với thằng ancol etylic. Thế nhưng mà chúng ta lại sẽ có cái ví dụ của thằng cao cấp hơn. Thằng cao cấp hơn, ví dụ như cháu này thì sao ạ? CH3 này, CH2 này, CH2OH. Sorry, đây là CHOH đi. CHOH cho nó có cái để nói. CHOH này, CH3 này, H2SO4 này, đặc này, 170 độ C ạ.
thì điều gì xảy ra? Đây nhá, CH2 này thì đây chia ra một H ở đây. Chia ra một H ở đây. CH3 này chia ra một H ở đây. Được chưa? Chỗ này chuyển thành CH2. Thế bây giờ là OH này cặp với anh H này hay OH này cặp với anh H này? Đây là vấn đề chúng ta. OH này cặp với anh H ở bên tay trái hay OH này cặp với anh H ở bên tay phải? Đúng chưa? Đấy. Thế OH này là chân dài hợp phần x này. Chân dài cặp với H bên này hay chân dài cặp với H bên này? Muốn biết chân dài cặp với thằng nào rồi phải xem nhà nó như thế nào đã. Carbon này là carbon bậc 1. Carbon này carbon bậc 2. Nhà anh này một tầng, nhà anh này hai tầng, vậy chân dài chọn với anh nào ạ? Chọn anh nhà bố nó là nhà một tầng hay anh chọn anh nhà bố nó nhà hai tầng ạ? Dĩ nhiên đa số các chị chân dài thì sẽ ưu tiên chọn với lại anh nhà hai tầng. Còn có một vài chị ngu ngơ thì mới chọn với nhà anh một tầng. Thường là chọn với nhà anh hai tầng. Vậy nó sẽ tạo thành là CH3CH nối đôi CH CH2 thì cháu này là sản phẩm chính ạ. Cháu này sản phẩm chính. Và vẫn có một vài chị là ngu ngơ, ngây thơ. Thực ra chân dài nó không, đã là chân dài ít khi đứa nào ngu ngơ ngây thơ lắm. CH2 CH chọn với anh ở đầu tiên. Thì anh này là sản phẩm phụ ạ. Được chưa? Và ở đây thì chúng ta có một quy tắc gọi là quy tắc tách giai xếp, hay thầy vẫn gọi là quy tắc nhai dép. Quy tắc tách giai xếp. Giai xếp đó là OH thì luôn ưu tiên tách cùng hiro của carbon có bậc cao hơn. Được chưa? OH thì luôn ưu tiên tách cùng hiro của carbon có bậc cao hơn. Các em nhớ chưa? OH thì luôn ưu tiên tách cùng với H của carbon có bậc cao hơn. Đấy. Đây là phản ứng tách nước nhá. Trong này chúng ta có học về quy tắc tách giai xếp hay là nhai dép, đúng không? Em thích đọc là gì thì đọc. Ok. Hiểu chưa? Hiểu bài chưa? Dễ mà đúng không? Đấy, ghi lại vào vở đi, ghi lại vào vở đi. Ghi lại vào vở đi. Rồi mình sang cái phần tiếp theo là 4 nhỏ. Phản ứng riêng. Phản ứng đặc trưng riêng. Đặc trưng riêng của ancol đa kề. Thì mình phải có nhé cái điều kiện này. Điều kiện để xảy ra phản ứng là OH nó phải đa và kề. Có nghĩa là nhiều, đa có nghĩa là nhiều hơn hoặc bằng hai nhóm. Kề là phải có ít nhất hai nhóm cạnh nhau thì mới xảy ra phản ứng này. Được chưa? Phản ứng này thì nó không cần phải viết phương trình. Em chỉ cần nhớ cho thầy là glycerol này, CH2 này, OH này, CH này, OH này, CH2 này, OH này. Được chưa? Ba nhóm OH, đúng chưa? Đây gọi là đa và nằm kề nhau thì tác dụng với kết tủa COOH hai lần tạo thành dung dịch phức màu xanh. Tạo thành dung dịch phức màu xanh. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy thì mình sẽ có các anh ethylene glycol là CH2OH với CH2OH tác dụng với COOH hai lần cũng tạo thành dung dịch phức màu xanh. Chúng ta có hai cái dung dịch phức đều là màu xanh. Ok chưa? Hai dung dịch phức đều màu xanh. Thế thì cái phản ứng này đấy nó xảy ra đặc trưng với hai anh là glycerol và ethylene glycol. Ethylene glycol. Ok chưa? Đấy, chúng ta cần lưu ý mấy điểm này nhá.
chúng ta cần phải lưu ý với cái điểm đó. Ok, tiếp tục mình có là sang phần năm nhỏ là phản ứng oxy hóa. Năm nhỏ phản ứng oxy hóa, trong đó thì nó có phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. A nhỏ, oxy hóa không hoàn toàn. Oxy hóa không hoàn toàn. Thế thì với cái phản ứng oxy hóa không hoàn toàn này, chúng ta nhớ này, nhớ ghi kỹ đấy này. Ancol bậc 1, ancol bậc 1 này, mỗi thằng ancol nó đều xảy ra một cái khác nhau. Ví dụ như ancol bậc 1 nhé, ancol bậc 1 thì nó như thế này, R này, CH2 này, OH này phản ứng với lại COO này thì nó tạo thành này, oxy này sẽ lấy với hai hydro ở bên trong này đi, được chưa, để nó tạo thành RCHO cộng với lại H2O. Vậy là ancol bậc 1 thì biến thành aldehyde, được chưa? Ancol bậc 1 thì biến thành aldehyde nhá. Bây giờ sang ancol bậc 2. Ancol bậc 2. Được chưa? Là nó có dạng này, R1 này, CH này, OH này, R2 này cộng với lại COO này thì nó sẽ biến thành là R1C nối đôi O R2 cộng với lại nước. Dĩ nhiên trong này nó sẽ còn là cả CU nữa nhé, CU cộng với lại CU nữa. Được chưa? Có nghĩa là ancol bậc 2 thì bị oxy hóa bởi CO thì biến thành ceton, thì biến thành ceton. Được chưa? Vậy là mình nhìn thấy thế này, là CO là chất rắn màu đen thì một lúc sau chuyển thành màu đỏ đồng. CO là chất rắn màu đen, một lúc sau thì chuyển thành màu đỏ đồng. Ok chưa? Màu đen thì chuyển thành màu đỏ đồng. Ancol bậc 3 thì không bị oxy hóa. Ancol bậc 3, ancol bậc 3 thì không bị oxy hóa. Ancol bậc 3 thì không bị oxy hóa. Còn dĩ nhiên chúng ta biết thừa là không có ancol bậc 4, đúng chưa? Ancol bậc 3 thì không bị oxy hóa. Thì mấy cái chú ý này phải chú ý nha. Ancol bậc 1 thì bệ CuO oxy hóa tạo thành aldehyde. Ancol bậc 2 thì bị CuO oxy hóa tạo thành ceton. Ancol bậc 3 thì không bị oxy hóa, được chưa? B nhỏ là oxy hóa hoàn toàn. Oxy hóa hoàn toàn. Oxy hóa hoàn toàn thì mình xét được rất nhiều bọn ancol, trong đó cái bọn ancol quan trọng bậc nhất là bọn ancanol. Ancanol. Ancanol là bọn gì nhỉ? Ancol no đơn chức nhá. Nhưng mà ancol no đơn chức đây là CN H2N cộng 2O phản ứng với oxy thì tạo thành CO2 cộng với lại H2O. Đây, bảo toàn NCO2, bảo toàn hydro là N cộng 1 H2O. Được chưa? Thế thì chúng ta nhìn này, nếu mà số mol cháy là 1 mol thì mình có số mol CO2 là N mol, thì số mol nước là N cộng 1 mol. Vậy mình luôn luôn có là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Được chưa? Số mol nước luôn số mol CO2, vậy ta luôn luôn có là số mol của ancol mang cháy, ancol no mang cháy thì luôn bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Được chưa? Vậy là cái này nó giống với thằng nào? Cái này nó giống với thằng ancan. Đúng chưa? Và không chỉ có ancanol đâu ạ. Tất cả bọn ancol no, tất cả bọn ancol mà no thì công thức tổng quát của nó đều là CN H2N cộng 2 OX, đúng không ạ? Thì tất cả bọn này thì nó cũng đều có là N cháy thì bằng N nước trừ đi N CO2. Được chưa? Đấy, đấy là tổng quát của chúng ta về toàn bộ cái phần mà tính chất hóa học nhé. Tổng quát chúng ta toàn bộ về phần tính chất hóa học của bọn ancol. Đấy, ancol là một trong số những bài cực kỳ trọng tâm. Thì đến đây thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta toàn bộ về phần tính chất hóa học của ancol. Ok, bây giờ mình đi sang một cái phần cũng quan trọng không kém, rất hay hỏi trong các câu hỏi trắc nghiệm. Đấy là về phần điều chế và ứng dụng nhá. Mình sang tiếp là về điều chế ứng dụng. Thầy dừng lại một chút cho chúng ta ghi bài vào vở. Ghi đầy đủ bài vào vở nhá. Ghi đầy đủ bài vào vở. Ok. Ghi đầy đủ bài vào vở cho thầy. Không được bỏ qua tí xíu nào đâu. Bỏ qua là toang đấy. Điều chế và ứng dụng. Phần
Một là mã định nghĩa lục đẳng phân danh pháp, hai là mã tính chất vật lý, ba là mã tính chất học, bốn là mã điều chứng ứng dụng. Bốn là mã điều chế ứng dụng. Một nhỏ điều chế. Một nhỏ điều chế. Một nhỏ điều chế thì thứ nhất là ở trong cái điều chế bọn Anco này nó chia thành hai cái, một cái là điều chế trong công nghiệp và một cái là điều chế trong phòng thí nghiệm. Mình xét đầu tiên là điều chế trong công nghiệp. Trong công nghiệp. Điều chế trong công nghiệp thì nó có hai cách, hoặc là cho ethylene CH2 nối đôi CH2 cộng với lại HOH trong môi trường H2SO4 nhiệt độ thì nó tạo thành C2H5OH, được chưa? Đây là ancol ethylic, được chưa? Đây gọi là ancol ethylic, được chưa? Lên men tinh bột bên nhỉ. Tiếp tục mình có, đây là chỗ này là cho hydrat hóa ethylen nhé, đây là hydrat hóa ethylen. Thứ hai là lên men tinh bột. Tinh bột là C6H10O5 tất cả N lần cộng với lại nước xúc tác enzyme. Xúc tác enzyme thì nó tạo thành là N thằng glucose. N thằng glucose là C6H12O6. Cái này sau này lên lớp 12 chúng ta sẽ học nhé. C6H12O6. Sau đó là thằng C6H12O6. C6H12O6 lên men bởi enzyme nữa. Lên men bởi enzyme nữa thì tạo thành C2H5OH cộng với lại hai lần thằng CO2 bay lên. Ok, đấy là điều chế trong công nghiệp nhá. Đấy là điều chế trong công nghiệp. Chúng ta cũng có là điều chế về thằng ethanol trong công nghiệp nữa. Đây là điều chế trong nghiệp, là điều chế trong nghiệp là thằng ethanol nhá. Được chưa? Thế ta còn là điều chế. Đây là điều chế ethanol này. Ethanol. Được chưa? B thì những cái câu này là sau này nó liên quan đến cái việc là những cái chất nào sau đây điều chế được ethanol sau chỉ một phản ứng. Được chưa? Thế tiếp tục mình cũng có là cái điều chế. Điều chế trong công nghiệp. Trong công nghiệp thằng methanol. Methanol. Được chưa? Các phương trình nó khác nhau đấy ạ. Được chưa? Thì methanol được sản xuất trong công nghiệp thì bằng cái phương trình thứ nhất là cho CH4 cộng với lại nước, nhiệt độ, xúc tác thì thu được CO cộng với lại H2. Sau đó thằng CO tạo thành, thằng CO tạo thành cho tác dụng với hydro. Được chưa? Xúc tác, nhiệt độ để tạo thành CH3OH. Được chưa? Hoặc là còn một cách khác nữa là cho CH4 tác dụng với oxy. Được chưa? Cu, xúc tác là Cu, cũng nhiệt độ tiếp để nó tạo thành CH3OH. Đấy, thì đây là những cái phương trình mà chúng ta cần phải nhớ nhé. Đây là những cái phương trình chúng ta cần phải nhớ đấy. Bắt buộc phải nhớ đấy. Ngoài ra thì điều chế ancol thì người ta còn một cái cách khác là người ta cho bọn anken tác dụng với lại nước, đúng không? Nhưng mà không phổ biến, không phổ biến. Được chưa? Hoặc là cho bọn anhít cộng hydro cũng được, nhưng cũng không phổ biến. Đây là chúng ta có bốn cái phương pháp nhé, phổ biến nhất, phổ biến nhất trong cái việc mà điều chế ethanol, ethanol với lại methanol cho công nghiệp. Được chưa? Các em nhìn kỹ, chú ý nhá. Nhá, hết sức chú ý đấy. Ứng dụng, hai nhỏ ứng dụng. Hai nhỏ ứng dụng. Ứng dụng của ethanol thì ethanol của chúng ta thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái nhiều phương pháp khác nhau. Đầu tiên là được sản xuất để làm dung môi, đúng không? Dung môi là nguyên liệu để sản xuất các cái hợp chất khác, được chưa? Dùng để pha chế, đúng không? Dược phẩm, dung môi này, xong rồi dược phẩm này. Ok, dược phẩm. Được chưa? Nhiên liệu. Nhiên liệu cho đèn cồn. Nhiên liệu cho đèn cồn. Ok. Đấy, vân vân, rất nhiều. Thế thôi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần nắm được đến như vậy thôi nhá. Được chưa? Trong này thì có một vài cái phương trình chúng ta cần lưu ý. Thì tí nữa vào cái phần mà bài tập thì thầy sẽ nói kỹ tại sao. Được chưa? Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo là phần bài tập.